Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Lần trước, chúng ta đã được làm quen với cô nàng hoa hậu Lulu. Hôm nay, Tuấn Hương mời các bạn đến nơi ở mới của cô nàng xem cuộc sống mới của nàng ấy thế nào nhé. Qua truyện ngắn Lulu của tác giả Nguyễn Việt Dũng. Gara của bố có tận 3 cái xe. Xe nào nó cũng được vi vu đến tẹt ga mỏi mắt. Nhưng nó thích cái xe to nhất, bình dân nhất mà bố mẹ nó dùng để vượt đường dài. Không phải vì xe nhiều chỗ để nó tha hồ lăn lóc, mà bởi vì trong xe lúc nào cũng có mùi thơm của các loại thức ăn, trong đó có hộp đựng bánh bích quy vô giá của nó. Chỉ là hộp bánh bích quy thôi, nhưng đối với Lu lại là một kỷ niệm đổi đời của nó. Hôm đó, lần đầu tiên bố mẹ chở nó đi chơi, nó thờ ơ ngắm nhìn cảnh đường xá lao đi vùn vụt. Nó thờ ơ là vì vẫn còn buồn, vẫn nhớ nhà cũ, vẫn nhớ cuộc sống trước kia. Xe bỗng dừng lại tại một nơi, bố mẹ bận việc gì đó để lại nó trong cabin một mình. Trong lúc lo lắng chờ đợi, Luta bắt đầu hít ngửi và nhận ra một mùi thơm vô cùng thân quen và quyến rũ. Đúng rồi, mùi bánh bích quy, thế có chết không cơ chứ? Trong cabin chả có ai, tha hồ mà ăn vụng nhé. Nó kệ cốp xe, hộp bánh rơi ra, rất nhiều loại mà bấy lâu nay nó thèm, nó thích. Lu rón rén lấy một cái ra gặm, đang phê thì cabin mở, bố mẹ nó chui vào. Đột ngột quá, nó chỉ kịp nằm lên cái bánh đang ăn dở để chùi mép cho vụ ăn vụng của mình. Bố nó cằn nhằn, cái cốp xe phải vặn lại ốc, chứ để nhiều thứ trong đó là nó tự bật ra. Nói xong, ông ta xếp lại bánh trái rồi đóng cốp lại. Mẹ thì xoa đầu nó nói lưng, ốm hay sao mà cứ nằm bẹp dí thế này hả con? Nói rồi, cô ấy nhấc nó lên để ôm vào lòng. Mở bánh bích quy ăn dở lộ ra ngoài, họ cười ầm cả lên. Nó thì ngượng quá, chỉ muốn chui xuống đất. Cặp mắt nó buồn thiu, cái đuôi ve vẩy như muốn xin lỗi. Nó chờ những lời trách móc nghiêm trang của chủ như hồi ở nhà cũ. Nhưng tại sao họ lại cười cơ chứ? Và kỳ lạ nhỉ, bố còn mở cốp lấy thêm cho nó một cái bánh nữa. Sau này, mỗi lần lên xe đi chơi là nó được ăn vài cái lót bụng trước khi đi làm việc ấy. Bố nó còn nói, con của ta cứ xơi thả cửa, cho nó nhuận tràng. Cứ như thế, từ một mẩu bích quy đến việc những người chủ cũ vẫn thường đến thăm hỏi đã giúp Lu hiểu ra được một điều vô cùng quan trọng cho sự tồn tại của mình. Từ nay, cuộc sống mới sẽ khác đi, tự do nhiều hơn, đi chơi thoải mái, ăn uống thả phanh, không còn phải nhằn những hạt hướng dương để giữ eo, không phải một tuần đến bác sĩ một lần. Nhưng tình thương của tất cả mọi người đối với nó thì vẫn không thay đổi, cho dù nó có sống ở đâu đi nữa. Nhà mới, nhà cũ, lụp xụp hay khang trang không quan trọng đối với một con cún, quan trọng là nó phải được sống trong sự thương yêu của mọi người. Loài chó không có khái niệm về tài sản và vinh quang, vì bản thân chúng chính là vinh quang và tài sản của con người. Ngày qua ngày, sống trong tình thương của bố và mẹ, Lu quen dần với nơi ở mới, thức ăn và đồ chơi mới, nhưng vẫn không quên những gì đã cũ, những gì được con người gọi là quá khứ trước kia. Mỗi lần gia đình chủ cũ đến chơi là Lu lại vui như được mở cờ trong bụng. Nó chạy nhảy khắp nơi, lôi đồ chơi mới đem ra khoe, đòi được vuốt ve, đòi được hôn hít. Nhưng dần dà, mọi người nhận ra một điều, Lu bắt đầu đón khách với tư cách của một chủ nhà. Nó gầm gừ khi anh và mẹ nó phát hiện ra nơi nó giấu bích quy để gặm dần. Nó đòi mẹ nó ôm khi bà chủ cũ bế nó quá lâu. Và trước khi được đi dạo với họ ngoài phố, nó bao giờ cũng ngước nhìn mẹ, có ý như xin phép được đi chơi. Cho tới một lần,
Nó nhất định không đi ra phố với khách nếu không có mẹ hoặc bố đi cùng. Lần ấy, O vô cùng lúng túng trước cách cư xử của Lu. Đang chẳng biết nên mắng hay khen nó thì bà chủ cũ ôm chầm lấy cô, cười rất vui. Chúc mừng anh chị có một con chó thông minh. Chúc mừng cả tôi nữa vì đã hoàn thành sứ mạng trong công việc chọn mặt gửi vàng. Tôi đã không nhầm người khi đưa nó tới đây. Bé Lu chính thức là của anh chị rồi đấy. Tôi không còn phải lo lắng về nó nữa. Từ nay về sau, tôi chỉ đến chơi khi quá nhớ nó mà thôi. Mong anh chị cho phép nhé. Những cuộc thăm viếng của khách bắt đầu thưa dần. Đôi khi cả tháng, họ chỉ đến chơi một lần, thay cho ngày xưa, tuần nào họ cũng đến. Một lần, O than thở với hắn. Ngại quá anh ạ. Bây giờ họ ít đến hơn, nhưng lần nào cũng quà cáp cho Lu. Mà toàn là những thứ đắt tiền, nào là sừng hươu, đuôi bò, thuốc men, áo quần, rồi dây buộc cổ. Em tính thấy số tiền để mua những thứ ấy còn nhiều hơn cả số tiền mình bỏ ra để mua con Lu ấy chứ. Mà nó có phản ứng điều gì thì chị ấy bịt ngay miệng mình lại bằng một câu như đinh đóng cột. Chị đã hứa là cho tôi góp phần chăm sóc bé Lu cơ mà. Em chẳng biết nói thế nào nữa. Hắn chỉ biết trầm ngâm. Bây giờ chúng ta mới thực sự hiểu tại sao khi đó chị ấy lại nói một câu: chưa chắc tôi đã bán nó cho anh chị đâu. Đối với những người có tấm lòng thương yêu động vật, họ không bao giờ sử dụng chúng để làm thức ăn hoặc coi chúng như đồ vật để trao tay kiếm lời. Em cứ kệ họ, đừng từ chối, vì đó là tình thương. Thứ ấy không thể đong đo bằng tiền được. Họ đã chọn mặt mà gửi cho bọn mình cả một cục vàng như Lu, thì chắc mấy thứ kia chỉ là biểu tượng của tấm lòng ưu ái và quan tâm mà thôi. Một năm trôi qua, xảy ra hai sự kiện đáng buồn như sau. Hôm đó, hắn đến thăm Lu như thường ngày, thì thấy O buồn lắm, và hình như cả Lu cũng buồn lây. Cô điện đưa điện thoại cho hắn nhìn màn hình, một tin báo tử của ai đó. Hắn đọc và không tin vào mắt mình nữa. Bà chủ cũ đột ngột qua đời sau một cơn đau tim cấp tính. Hai hôm trước, chị ấy còn ngồi đây chơi với Lu và hẹn với em rằng tuần sau sẽ cùng nhau đưa nó đi tiêm chủng. Thế mà hắn ngậm ngùi, chỉ biết nói mấy lời an ủi. Biết làm sao đây, số phận em ạ. Có một điều, cô ấy đột ngột đau tim là do bệnh cũ tái phát chứ không phải vì chia tay với Lu. Thôi, cứ coi như đó là sự an bài có hậu của Thượng Đế ban cho vậy. Mình sẽ cố gắng giữ những gì của cô ấy để lại cho Lu mà tưởng nhớ. Em viết tin chia buồn với gia đình họ đi. Thần giao cách cảm là có thực các bạn ạ. Lu hình như đã đánh hơi được nỗi đau của hai người, hoặc như được linh hồn của người đã khuất quay về vuốt ve. Cả ngày hôm đó, nó cuộn tròn trong cái nôi của bà chủ cũ, chẳng muốn đi đâu. Và cũng từ đó, Lu thường xuyên được mặc áo tím, đeo dây buộc cổ màu xanh đi chơi. Bố nó bảo, diện như vậy, nó sẽ được chủ cũ nhìn thấy từ trên trời thông qua những kỷ vật của mình và sẽ phù hộ độ trì cho nó tai qua nạn khỏi, đi đến nơi, về đến chốn. Bố nó không nói đùa đâu. Điều này chỉ giải thích được sau một lần cả ba người nhà nó bị lạc trong rừng rồi lại tìm thấy nhau. Lúc có dịp, nó sẽ kể lại sau. Sự kiện thứ hai là việc chị Nika qua đời. Nika chị là cún lông xù nòi Bắc Kinh, sống ở nhà bố nó. Hồi mới về chỗ ở mới, mẹ nó nói với bố: hay là bọn mình tổ chức cho bọn nó gặp nhau để làm vài kiểu ảnh, anh nhỉ? Nika chị là một cái duyên, cái cớ để Lu đến với chúng ta đấy nhé. Nhưng bố nó gạt đi. Chị nó đã hơn 16 tuổi, ốm yếu lắm rồi. Còn Lu thì đùa nghịch như quỷ sứ ấy. Gặp nhau nhỡ xảy ra chuyện gì. Và thế là nó với chị không nhìn thấy nhau, nhưng nó cảm nhận được tình thương của bố dành cho cả hai chị em mỗi khi bố đến chơi, mang theo mùi vị của đồng loại.
sau việc ni ca chị không còn nữa, nó mới được bố đem về nhà chơi với một lý do riêng, nhớ tiếng chó sủa ngày xưa mỗi khi về nhà. Việc gì chứ, sủa thôi á, thì Lua có thể sủa cả ngày cho bố nó nghe. Cần gì á, phải chờ đến lúc bố nó về nhà cơ chứ. Mà bố nó có đi đâu á, thì nó cũng đòi đi theo bằng được. Còn lâu nó mới chịu ngồi nhà chờ bố nó về để sủa như chị đi ca nhé. Nhà bố nó rộng, thừa chỗ để chạy nhảy, lại có rất nhiều đồ chơi của chị nó để lại. Mỗi lần đến là nó tha hồ ca hát gâu gâu, đến nỗi mấy người hàng xóm phải đến góp ý vì giọng của nó âm vang như giọng tenno trong nhà hát opera, làm váng hết cả tai của họ. Chơi bời mà không được sủa là tức bụng lắm đi chứ. Những lúc như thế, nó được bố cho ra đường để tha hồ sủa, ai đi qua nhìn nó cũng phải để lại một nụ cười. Mấy người hàng xóm sau khi nghe nó biểu diễn mấy trò trên khán đài trước kia cũng đổi giận làm lành, đòi ăn, đòi vuốt đầu, xoa tai. Và sau này thì mặc cho nó muốn sủa trong nhà bao nhiêu cũng được. Họ thà lấy bông bịt tai lại còn hơn là đi mắng nó. Nhà bố nó vẫn còn cái nôi đỏ của chị đi ca để lại. Những lúc đùa nghịch đã hết hơi, tẹt ga, luôn lại nằm vào đó để hưởng những cái vuốt ve của bố. Trên đời này, đối với nó, thích hơn bánh bích quy chỉ có tiếng nói của mẹ và những cái xoa đầu của bố. Dù đang hăng tiết đến mấy, mà nghe tiếng mẹ dỗ là Luta mềm ra như bún. Đến nỗi, bác sĩ thú y đôi lúc cũng phải ngạc nhiên khi khám bệnh và tiêm chọc cho nó. Chỉ cần mẹ nó bên cạnh là nó im thin thít, chịu đựng đủ mọi thứ, mắt cứ đăm đăm nhìn cô ấy mà chẳng có phản ứng gì. Bố nó vuốt ve thì không được nhẹ nhàng, êm ái như những người khác. Ông ấy hay bố véo, nắn bóp, nhiều khi làm nó nhột cả người, nhưng nó không cáu mà rất thích là đằng khác, vì nó cảm nhận được một thứ tình thương mà không ai có thể đem lại ngoài tình thương đến từ bàn tay thô ráp kia. Nhưng lúc nó nằm trong nôi đỏ, nó thấy bố vuốt ve theo kiểu hoàn toàn khác, rất nhẹ và êm, kiểu như sợ nó đau thì phải. Ngoài mùi vị của tình thương như mọi khi, nó chợt đánh hơi thấy mùi của nỗi nhớ. Đúng rồi, bố nó đang nhớ chị Nika ngày xưa. Tất cả tình thương của ông ấy dành cho loài khuyển, bây giờ nó sẽ phải hứng chịu. Nó nằm im, cặp mắt lim dim như muốn an ủi bố nó. Nó chả sợ tình thương, tim của nó rất to, đủ chỗ để thương yêu tất cả và cũng cực lớn để chứa đựng tình thương của bất cứ ai. Nó thèm biết tiếng người để nói một câu với bố, một câu thôi. Từ nay, con sẽ vừa là Lu, vừa là chị Nika bố nhé. Hình như hiểu được nó muốn gì, bố mỉm cười và bẹo tai nó. Mì làm Nika chị thế nào được? Nó hiền như cục đất ý, còn mi thì lăng xa lăng xăng, cả ngày hằng tiết cuồng chân. Thấy bố có vẻ không tin, nó quay người nằm ngửa ra cho ông ấy dùng tay xoa lên cái bụng âm ấm hồng hồng của mình theo chiều kim đồng hồ. Trò này không phải là trò nó học được khi phải đi thi, mà là của bố nó dạy, và chỉ có mình ông ấy biết trò này, vì chị Nika ngày xưa thích được làm như vậy. Cứ như thế, thời gian lại tiếp tục trôi. Lu cần cù đảm nhiệm công việc hàn gắn vết thương cho con người. Ra đường, nó vẫn diện bộ áo tím, mặc dù đã hơi chật và đã cũ. Đến nhà bố chơi thì nó cố gắng thay đổi thần thái để biến thành đắp lu cún cho bố hài lòng. Đắp lu cún, ối giời, chuyện nhỏ như con thỏ. Lù thừa sức làm được vì nó là con chó nghệ sĩ nhà nòi đã từng tung hoành trên nhiều sân khấu. Chất nghệ của Lu có thừa để nhập vai chị Nika. Các loại biểu cảm của chị ấy Lu bắt chước một cách dễ dàng và thoải mái. Nhưng có một chuyện, nó nhập vai này không được lâu bao giờ vì lúc nào cũng phải hiền như cục đất, giống như chị Nika, khó bỏ xử. Tính cách ấy hoàn toàn không hợp với khả năng của nó. Đúng thế, Lu không hiền như cục đất, nhưng bảo nó là chó dữ thì hoàn toàn không phải.
nó rất thích trẻ con và luôn chào hỏi rất nhiệt tình với những người có thiện ý tới gần. Nhưng bọn ghét chó mà Mon Men đến, nó cảm thấy ngay và nhe hàm răng đã được bố luyện trong nhiệt độ âm 20 độ C ra để dọa. Nhiều kẻ bói yếu bóng vía phải hồn vía lên mây mà chạy mất dép. Đối với đồng loại, nó sẵn sàng tay bo với bất cứ cao thủ võ lâm nào của toàn cẩu giáo, kể cả pitbull nó cũng chả ngán nếu chúng lại gần bố mẹ nó. Cả khu rừng nơi nó đi dạo hàng ngày cùng bố mẹ, nó đã từng quật đổ rất nhiều bọn sồn, bọn ngao to hơn nó rất nhiều lần. Nó chiến thắng bởi tinh thần quyết chiến. Thấy nó điên tiết lao đến, bọn chó khổng lồ đôi khi bỏ cả miếng ăn để chạy. Chủ của bọn sồn, bọn ngao đôi khi nhìn thấy ba người nhà nó thường dắt chó của mình đi ra chỗ khác và nói với nhau: tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nó tự hào lắm vì chỉ nặng có 7 cân thôi mà được người ta kính nể gọi là con voi. O không được hài lòng lắm với bản lĩnh và tính cách này của Lu. Một lần cô nói với hắn: anh cứ thấy chó là thân thiện đến gần. Điều này không sửa được, nhưng khi có Lu bên cạnh thì nên cố gắng, đừng làm như vậy. Lu giống con Tuba của em ngày xưa, nó sợ mất chủ nên mới gây sự với bọn chó khác. Em sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nếu gặp một con chó khác cũng chẳng vừa, đánh nhau gây thương tích thì làm sao? Hắn chỉ biết tuân lệnh. Từ ngày hắn lờ bọn chó khác đi, Lu cũng ít nổi giận và đánh nhau hơn. Nhưng rồi cuối cùng thì Lu cũng được gặp ma. Đó là một con béc dê Đức màu đen. Sau cuộc ẩu đả, Lu bị chảy máu ở trên lưng, đau lắm. Nhất là lúc mẹ nó vừa mắng vừa bôi thuốc tím vào vết thương. Bố nó thì phải đi đàm phán với ông chủ của con chó kia. Chẳng hiểu họ nói với nhau những gì, nhưng sau này bố thường bảo mẹ: cấm, không cho cô gái người Anh được gặp chàng trai người Đức. Cô gái người Anh là thế, dễ thương nhưng đầy chí khí. Chuyện oánh nhau, cà khịa của nó, cả bố và mẹ đều không thích, nên nó ít khi được bố mẹ mang đi phượt xa. Bố nó bảo, đến nơi thì phải bán hàng, còn đâu thời gian mà đi căn ngăn quý tộc người Anh làm loạn bộ khuyển, lang thang tại chợ. Ấy thế mà, có một lần cả bố và mẹ nó đều tự hào về tinh thần quả cảm vô cùng kiên định của nó. Lần ấy, họ đi hái nấm ở rất xa, rừng vắng lặng và u tịch, tưởng như không có ai. Thế mà, tự nhiên xuất hiện hai con chó to đùng ngã ngửa, lạ hoắc, nòi xanh béc na, từ đâu lao đến. Bố chỉ kịp bế nó lên tay để bảo vệ. Tay kia, ông vớ một cái gậy giơ lên và bảo với mẹ nó: em chạy đi tìm chủ của hai con chó này, mau lên. Chúng có dây buộc cổ, chắc chủ đang bận tìm nấm, cách đây không xa đâu. Nó nghe thấy nhịp tim của bố nó đập rộn ràng. Nó hiểu bố nó đang lo và cả sợ nữa. À, hai thằng chó kia dám làm bố mẹ tao sợ phải không? Tao sẽ cho chúng mày một trận. Nghĩ vậy rồi, Lu quẫy đạp trên tay bố nó, đòi xuống đòi quyết tử với bọn thần sấm con ma. Rồi nó cũng vùng ra được, nhảy ngay lên lưng một con và cắn vào gáy nó. Con kia giãy nảy, hất nó văng xuống đất. Rồi cả hai đứa khổng lồ trực lao vào cắn xé một con chó nhỏ. Bố chỉ kịp nằm xuống đất, ôm nó vào lòng để che chở. Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngay lúc đó O không dẫn chủ của hai con chó kia lại. Bố mẹ nó ôm nó ra xe, còn hai con chó kia bị chủ đá đít, mãi mới chịu buông tha họ, không theo nữa. Vào trong xe, Lu vẫn nghe thấy tim của mình và của hai người kia đập thình thịch. Mẹ còn đưa tay lên làm dấu thánh. Nó chỉ biết chạy đi chạy lại để trấn an hai người. Sau một khoảng lặng mênh mông trước khi nổ máy, bố xoa đầu nó nói bằng một thứ giọng chưa bao giờ được nghe: con mới đúng là anh hùng lúc, con chả biết sợ là gì nữa hay sao? Còn mẹ nó thì nựng: cái gan to, cái mặt lớn, cái đầu ngu dốt lại đây với mẹ nào. Nó lại mềm nhũn để mẹ nó ôm vào lòng và gỡ đám lông của con chó kia vẫn còn dính trên miệng.
Chuyện với Lu thì nhiều lắm, để dành phần sau là phần chốt hạ, giải thích cho việc tại sao cụ lại đưa Lu lên Facebook để mọi người đọc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn bấm đăng ký kênh để được nhận thông báo khi có video tiếp theo. Khi đó, các bạn sẽ được thể hiện mọi cảm xúc của mình và giao lưu với mọi người qua mọi bình luận. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt các bạn.